Mới là chú xem nào, đấy, mới là chú xem được nhiều không nào? Mới bơm nước ở đâu được chứ? Ở tôi thì có gì? Có chó không? Chó là xích à? Tôi bỏ xuống lại tôi đưa lại nha. Phong tin thế ờ nhắn cho câu ờ đọc nước mày đó chìm chìm vào chìm ơi cảm giác u cho tao quấy nước mẹ rồi thế là nãy giờ mấy anh cao nó phi rồi đấy nó phi nó chạy hết rồi đó chạy thế mấy là mấy thằng làm chi ăn mà nó khóc á lấy cần nó là không cho mượn cái đi câu đưa cho nó một cái nó không lấy à thế là nó đòi hai cái à nó đòi một cái thì đúng à một xu để nó hách của nó tao hoàn tí là nước siêu cay nó khóc chết à. Cho ăn cái cho anh câu. Ăn cái bông su đưa cho nó đi. Đưa đây cho nó đi. Su đưa cái đây cho nó đi một su. Lại lấy cần này. Lấy cần nó cần này đây. Cần nó đó. Cho em để đây. Nó lấy đâu lấy thuộc cái. Lấy cần. Ôi nhờ. Nặng nặng. Đừng có. Cá to chưa? À cá đây. Phải không? Không phải để đi nhá. Phải không? Cá mày nhảy theo xuống ao cả mọi người. Tôi trả cho anh đi đừng chiếu nữa. Lại đây. Khóc từ lâu đến giờ rồi đấy. Tại đâu sao lại cái xà đấy? Sao lại cho
kẹt lên đi lại lấy thì lấy trả không luôn lấy lại thôi. Lại lấy cho trả không thì thôi. Dạ ơi. Để cho nó ăn thêm tí nữa. Con nghĩ sao? Nghĩ lắm. Tình cân. Tình cân với tình nghĩa. Nó không mai. Kẹ đi cho nó khóc hết buổi tối. À hết buổi chiều ăn về ăn cơm nó khỏe. Hả? Lên. Đây nghe nhạc con mà lại gặp con trái này. Kẹ nó u. Buổi tối về cho ăn cơm khỏe. Ôi trời. Ăn cơm khỏe. Nếu mà nơi này nếu mà trong cơ sở đi rồi bác sĩ bác lại có xử lý rồi xong mà chỉnh lý cho cái bọn nó cũng được mà dù là nó sẽ dốc này là chả cần đấy đánh hoàng bom rồi chả cần đấy. Bốc lùa cho tuấn cái cổng thì bảo nghe sai giật cũng nên là thằng Nam Khang ấy rồi mà mày cái thằng như này không chưa là cũng là ở nối ống như xong rồi ông biểu chung là phải trả lại cũng gần trước nhận ra nữa thì xong rồi bỏ cái đá cái ăn ngoài rồi. Mày xuống rồi chứ đuối đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bấm đăng ký để xem nhiều video hơn. Bấm chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ở mấy cái đá cái rắn nó cắn vào rồi rồi đậu nước đi câu cá rồi cứ làm cái gì theo đá này mà trượt cái là tôi muốn gáy răng luôn. Cá đợt này mùa ốc đẹp. Hơi tắc. Mấy đứa mình đi kiếm nhẹ đi. Nhẹ đi đâu? Mở ốc. Đúng rồi, mở ốc đi. Mấy cái chỗ cái tường tường kia là câu toàn à câu được cá cu à câu được cá cu rồi gì không không có rô phi à tên này mới có hay thằng này ó à, câu được cá ốc kìa ghê nhá. Còn xem anh kia được nhiều không nào à. Anh này câu được 2 con cua. Anh nhìn kìa khóc từ đầu buổi đến giờ không chán nào cơ. Thôi, nín đi. Sang lấy, không lấy thôi. Lấy hay không lấy? Nhẹ đi bay đi, mở ốc đi. Ủa, 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 đi.
Thế giờ không còn con nào ăn nhỉ? Từ cái lúc thật tay nó lợi được đấy. Chứa mấy cái chén sau bên nhà, bỏ mấy cái chứa để cho sạch, để cho đi chặt mấy cái kia nó để cho vác cho người đây. Ông ở đây Nha, cá ăn côi à? Đấy, cái đấy cái đó ăn rồi. Còn lại nói nó mang đủ con mua lại đủ ở đây cô ấy. Dạ từng đây. Nó đã không ta bắt nhặt con này. Mà không dạ à. Mày nói đúng không ạ?